ngày buồn hay vui, ngày nắng nổi hay mưa giông, có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Vui lên thôi anh em, ta cùng dòng chơi nơi trên đi muôn nơi khắp trời không ngơi, từ vùng núi đất đá đến mình cơi bao la, ra đôi tay ta bay đến mình xa vời, mà vào sóng với gió cứ cuốn đi, cuộc đời này đẹp lắm ta hãy cứ sống đi, cùng nhìn về phía trước là một bầu trời đầy mơ ước, là tình yêu dành cho đất nước ta mang trong hành trình. Là ngày buồn đôi khi đi bước đôi khi đi bóng hay cứ đi bây giờ có sao đâu anh em mình còn có nhau. Tối qua cả bốn người mình ở ngoài chuyện vào trong ấy không biết luôn á, tự nhiên đang tự nhiên không hiểu sao á, tự nhiên tụi em đang ngoài cái bụng du sao cái vô trong trời sao sao mình vô được hay ta, tự nhiên sáng ra cái thấy ngủ trong đây nè. Mình có đang quay không ta? Quay. Dù bạn chưa nên dù là ngày hay đêm. Dù là ngày hay đêm hay nắng mưa trên đâu đã có nhau, anh em ta luôn có nhau. Dù là ngày hay đêm nơi gió mưa mưa giờ đây, dây cả đầu anh em ta luôn có nhau. Hay gì vậy? Hello mọi người, hiện tại Sông Luân đang ở đường số 5 Lê Lợi, thành phố Huế. À, kính thưa các anh chị em thân mến. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta có một hành trình mới, là chúng ta sẽ đi gọi là thăm thú xung quanh, gọi là thành phố Huế mộng mơ. Wow. Và chúng ta sẽ tới một cái nơi mà mình đã từng tới rồi, đó là trường Quốc học Huế. Wow. Tôi là trường xưa với bao kỷ niệm. Hurra hurra. Bóng dáng của thầy bên phương không sợ hời. Xin chào đoàn các thành viên của chương trình 2020 đã đến với môi trường trung học phổ thông Kim Khoa Huế. Dạ. Tên là Thảo Nhi, là giáo viên dạy ngữ văn của trường. Dạ. Sẽ đồng hành cùng mọi người trong chuyến tham quan và tìm hiểu về môi trường này. Dạ. Dạ. Hỏi cô dạy lớp mấy ạ? Dạ. Mười mười một ạ. Wow. Dạ anh Giang, cho hỏi là chị này có bà con chị áo tím bữa không? Không. Cẩn thận cái chuyện mắc bẫy nha anh em. Dạ, mời mọi người cùng tiến vào bên trong để ta tìm hiểu kỹ hơn. Đi thì vẫn quan sát nha anh em ơi. Ngôi trường này ấy, được thành lập vào năm 1896 theo dù của vua Thanh Thải ạ. Và đây là bức tường như mọi người đã thấy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác hồi trẻ. Dạ. Bác hồi trẻ. Đây là ngôi trường mà ươm mầm ước mơ, ươm mầm lý tưởng và tri thức cho rất nhiều những nhà lãnh đạo này, nhà khoa học và các nhà văn hóa. Và trước mặt các anh đây là một cái học sinh rất là xuất sắc, ưu tú của nhà trường ạ. Vâng. Vâng, bác Hồ là từng học ở đấy ạ. Những năm đầu của thế kỷ 20. Như các anh thấy ở phía xa xa kia là câu phương châm của ngôi trường này, hiện tại là nguyên khí của quốc gia. Đây là câu nói của tác giả Thân Nhân Trung từ thế kỷ thứ 15 lần ạ. Trường mình là hơn 100 năm có được xếp vô di sản. À dạ có, 2021. Dạ. Dạ, là được công nhận là di sản của quốc gia. Dạ. Ngày xưa nếu em ăn học đàng hoàng, giờ em cũng làm giáo viên rồi đó. À, Anh dạy môn gì anh? Anh dạy môn gì anh? Gì? Thể dục. Dạy toán lý quá. Wow. Đúng không? Ồ. Dạ, cả anh biết sao không, trước đây á là trường mình là có cả lớp chuyên và lớp phổ thông. Yeah. Thì đến năm 2009 thì đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ký quyết định là chuyển từ trường Trung học phổ thông Quốc học Huế thành trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế. Sẽ toàn lớp chuyên luôn, bây giờ không còn lớp phổ thông nữa. Wow, đây là những học sinh ưu tú không? Đây. Ủa là học sinh giỏi là được lên đây hả cô? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Học sinh là cả cái giải thưởng lớn ạ. Wow. Đến bây giờ thì trường Quốc học đã hoàn thành được bộ sưu tập
về huy chương vàng Olympic quốc tế ở cả năm bộ môn. Toán, lý, hóa, sinh và tín đều có huy chương quốc tế. Dạ quốc tế luôn. Dạ. Thì rất hy vọng rằng nãy giờ thì những gì mà em đã chia sẻ sẽ giúp cho cả anh có một cái điểm nhìn nào đó, phần nào đó. Vâng. Để cảm thấy thêm yêu mến hơn và chắc chắn là mong muốn nếu có cơ hội là trở lại trường thêm một lần nữa, đúng không ạ? Chắc chắn ạ. Cảm ơn cô, chào cô nào. Chúc anh có một cái trải nghiệm thật vui vẻ tại ngôi trường quốc học này ạ. Dạ. Dạ. Chào lớp, chào. Dạ vâng. Học sinh đứng, nghỉ. Nghiêm. Chúng em chào cô ạ. Rồi, cô chào các em. Trời ơi, quá trời cô rồi. Cô nhập tâm quá rồi. Trời ơi, rồi, tới công chuyện nữa rồi. Tới công chuyện rồi, đi học rồi. Chúng ta đi học vẽ thư pháp. Này đi thi. Let's go. À, theo thủ tục của chúng tôi, thưa quý vị thân mến, là mỗi người trước khi xuất hiện, khi bắt đầu xuất hiện là đã từ tập đầu tới giờ rồi. Khi xuất hiện và kênh xe thì luôn có một cái luật đó là phải kể một câu chuyện vui để gọi là tạo thêm một không khí sinh động cho anh em nghệ sĩ, với lại tạo cho quý vị nhiều cái tiếng cười. Thì được bữa Tiểu Vi đã có cái chuyện vui rồi. Yeah. Rồi Xuân Vũ và Phương Đào có chuyện vui rồi. Ngày hôm nay sẽ là Lê Minh Phát và Song Luân sẽ kể hai câu chuyện vui. Đúng rồi. Anh chị nghệ sĩ vui và khán giả vui. Ai trước ạ? Vui mà đã cảm động mà để cho nghệ sĩ rớt nước mắt nha. Ai trước ạ? Song Luân ạ. Song Luân. Mời Song Luân kể câu chuyện vui. Được thôi. Cho em xin một phút suy nghĩ. Xui nghèo của bạn đó. Anh ơi, bây giờ không mấy em không kể câu chuyện vui, em kể câu chuyện xui được không anh? Miễn sao làm vui được anh? Phát thể vô chưa nghĩ ra phải. Không, này áp lực lắm, khó đó. Là phải muốn kể, đợi dẫn. Nếu có, mời hai bạn xuống xe đi. Em kể câu chuyện vui làm đi thi ra thách thức như thế. Rồi, vậy kể câu chuyện bình thường. Bình thường đi. Kể câu chuyện bình thường. Thú vị, câu chuyện thú vị đi. Không, cười miễn chi. Câu chuyện bình thường áp lực hơn câu chuyện vui. Áp lực hơn. Nếu mà kể câu chuyện bình thường mà người ta cười là không được không? Không có trải nghiệm đó không được, mình kể không được. Đây. Thì hôm qua em và Phát gặp nhau ở khách sạn, sau đó hai đứa đi ăn. Thì trước khi tụi em đi ăn thì tụi em có bàn chiến thuật để làm sao hạ gục được các anh ngày hôm nay. Và sau khi bàn một thời gian thì tụi em thấy đối với anh không cần chiến thuật gì hết. Cái này là anh nói nha. Là cái đó vui hả? Không, cái đó kể chuyện trình ngày hôm qua của chúng mình. Không? Ai biết là thấy mày cười quá tưởng là có đó vui. Anh tại may quá có anh Lâm lượng dùng câu game vui. May quá anh em có phải vậy không? Không, nhưng mà giờ có một đối viên tập. Rồi, có có tổng cộng bao nhiêu cái lăng ở Huế này? Bao nhiêu lăng tập? Trời ơi, anh Giang đụng bếch bài của em rồi. Không, anh không nhớ cái đó. Anh nhớ được, hình như là nhiều lắm. Không, 6-7 cái gì đó. Có con số cụ thể nha. Anh 8. Thì tính đi, tính vua đi. 9. Tính vua đi. Em nhớ 7 lần thôi. Có 7 lần. Ủa, hồi nãy nói đúng rồi đó. À đúng rồi, hồi xưa Phát anh, làm anh nhớ là 6-7 cái gì đó. Nhưng mà anh không biết nhớ chính xác hay không. Hả? Không, vua đó thì tới là 13 đời vua. Nhiều. Nhưng mà có lăng á, lăng là chỉ có 7, có 6-7 cái gì đó, anh nhớ vô máng gì đó. Trong cái địa điểm tiếp theo là mình sẽ đến khiêm lăng, lăng thứ nhất á, vậy thì sẽ có thử thách nào đang đợi mọi người? Vô lăng hả? Thử thách hả? Thử thách thôi, vô lăng, giống như lần trước anh em mình chơi cái kia đó. Hả? Thấy không? Lăng từ ngoài cổng, lăng vô lăng. Lau chùi lăng tẩm, lau chùi lăng tẩm. Nay tảo mộ hả em? Tảo mộ hả gì mà chùi lăng tẩm? Rồi chùi bậy chùi bạ rồi hư đồ ta là sao? Như Tết không đó trời. Chùi lăng tẩm. Bậy bạ. Mới đi qua cái chỗ làm nhang. Đúng rồi, đây nè. Con phố, nguyên phố. Là cái chỗ này là... Có một cái câu nói đó rất nổi tiếng và liên quan tới việc làm nhang. Wow. Ở đây mọi người nào nhớ không? Này thì nó bao... Làm nhang cho đáng làm nhang. Làm nhang cho đáng làm nhang. Cái đó là tàn nhang. Người ta nói như thế này. Xưa có câu: nếu bạn đốt một bó nhang trên đỉnh núi cao rồi thì gió sẽ mang hương thơm đến thung lũng. Rồi. Tiếng Anh nó có nghĩa là: if you light incense
on a mountain. Yeah. A fortunate wind make rain, no, can make carry it to the valley. What the toy? What? Not what toy. Do you doing? Nhưng mà mục đích anh giải đó là vậy. Why? Thôi là xong câu chuyện rồi hả? Xong rồi, xuống xe đi. Đi bước ra dẻ đi. Sao hay ra dẻ quá. Mình nên nghe tưởng là không đang tưởng cái gì. Lan, đố giùm anh một câu cho hai bạn trẻ mới đến. Nói nghe nè, miếng lúc trước rồi ok đắt rồi, tự nhiên gieo cái sau chi. Nè, nghe nè, Lan, đố vô mình luôn. Vậy, vô Lan sẽ đố một câu về cung vua cái gì không có. Cả cung, đó, cho hai bạn trẻ nha. Cung vua cái gì quá ờ. Xin mời ra câu đố. Ở trong cung đình ngày xưa, kể cả hậu cung luôn, kể cả hậu cung, từ vua, hoàng hậu, thái giám và các vị trong thần, trong thần, vị quan, trong thần, vị quan trong triều đình, quan thần trong triều đình, trong cung đó, trong thần hay là trong thần? Trong thần trong triều đình không có cái gì. Nói chung là ở trong cung không có cái gì mà phải cần. Sinh hoạt luôn nha. Rất cần để xài. Luân, nói đi, tôi nhìn mặt cậu tôi biết bạn sẽ biết câu này. Mặt ta đang ngu nè, mà ta đang nghĩ nè. Nào để ta phân tích coi. Cái này có gì đâu, trời ơi. Nó là đúng không? Cái gì mà nhu cầu của người ta, bây giờ mình chia ra nhu cầu cơ bản là gì? Đó là ăn, là ăn, ngủ. Rồi, đi vệ sinh. Đại tiện, tiểu tiện, đúng không? Mà tao ngang mình... hướng về cái phía đi vệ sinh á. Vệ sinh làm sao mà không có, nhà xí. Thì mình suy nghĩ gì mình loại phân nó đi. Loại phân? Mình loại trừ nó đi. Loại phân là cái gì? Loại trừ. Tao nói là nhiều chữ quá nó lộn, ít thì nó không lộn, nhiều nó lộn. Rồi, bây giờ mình nghĩ coi. Phòng ăn là chắc chắn phải có rồi. Ăn là mình đủ rồi, phòng ăn là mình lại đi rồi. Bây giờ cái phòng mà người ta gọi là thầy tắm là cũng phải có rồi. Thầy tắm là phải có một cái nhu cầu rất là cần thiết. Đúng rồi. Nhưng vẫn có. Tao cứ nghiêng về cái khúc đi tiểu tiện, đại tiện đó. Nhà xí á. Ừ. Hồi xưa có xài giấy vệ sinh không ta? Không biết à. Có. Không có, hồi xưa dài mà là xài bằng vải thô. Giấy ngày xưa là chỉ để viết thôi à. Cho một cái gợi ý đi chứ nó rộng quá. Được không? Những người không có cái, những người không có kiến thức hay nói vậy lắm. Chứ lúc đầu câu đố này từ đâu ra? Lâm, đó là gì? Đó chính là toilet. Đó, cho nên không đẹp vệ sinh rồi. Vậy là bình thường hồi xưa là toilet ở đâu? Hồi xưa là cái thùng thôi. Đúng không? Có coi phim thấy hả? Ông vua vậy là hoàng hậu hay là các phi tần là đều có một cái thùng, thậm chí là gỗ thơm, gỗ đàn hương, ví dụ vậy. Và hoa sẽ trải lên một lớp. Là ông vua, ta mệt, ta đau, đang kêu ra là ngồi. Và giờ đó coi nè, con của vua gọi là gì? Con trai. Thái tử. Vậy hoàng tử là gì? Con. Phải. Hoàng tử và thái tử là như nhau, nhưng đều là con của vua. Nhưng khác nhau, thái tử sẽ là người làm vua sau này. Đúng rồi, thầy nói ngồi. Vậy thì con rể vua gọi là gì? Lấy công chúa đó. À, từ. Lấy công chúa gọi là gì? Ngạc nương. Nó là chi? Lấy công chúa phải không? Đúng, bình thường á. Một cái người mà hoàng tử của một cái nước láng giềng mà tới hỏi cưới công chúa đó, của bên nước này thì người ta đi tới bằng cái gì? Phò mã. À, vậy lấy hoàng tử gọi là gì? Là con dâu của vua đó. Con dâu vua hả? Hoàng Nhạc Nương. Thầy rối quá anh Giang ơi. Trời sáng đồ ăn chưa lên não luôn á. Gọi là gì ta? Máu không biết này nè, giờ mình có một tim mà không để ý này. Từ từ, con dâu của vua. Con dâu của vua. Nãy nãy mà con gái thì là công chúa. Con dâu của vua. Thiết phiến công chúa. Chế. Con dâu là A So. A So. Ăn đậu. A So. A Sàm rồi đó. Tại vì ở nhà em kêu chị dâu bằng A So. Này để chờ coi. Hoàng Tức. Hoàng Tức. Tức á là tức phụ. Tức phụ nghĩa là con dâu. Mà con dâu của Hoàng Tập gọi là Hoàng Tức.